Xin chào các em. Trong tuần trước chúng ta đã học một số dạng toán về hệ phương trình tuyến tính. Đó là dạng toán biện luận số nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính. Và dạng toán số 2 chúng ta cũng học trong tuần trước, đó là đi giải một cái hệ phương trình tuyến tính. Chúng ta giải nó bằng hai cách: dùng thuật toán Riemann với thuật toán Gauss. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục làm thêm một số dạng toán khác của cái kiến thức hệ phương trình tuyến tính. Chúng ta bắt đầu. Dạng toán số 3: tìm M để hệ phương trình có một nghiệm. Ở trong dạng toán này, người ta sẽ cho chúng ta một cái hệ phương trình tuyến tính có chứa tham số là M. Yêu cầu đặt ra là hãy tìm M để cho cái hệ này có nghiệm duy nhất, có đúng một nghiệm mà thôi. Thế với cái câu hỏi như thế này thì chúng ta làm như thế nào? Và chúng ta sẽ xem xét được cái phương pháp để giải dạng toán số 3 ra làm sao nghe. Trước hết là chúng ta hãy xem thử là cái số phương trình với số ẩn mà người ta cho trong cái hệ nó có bằng nhau hay không. Có hai tình huống xảy ra. Nếu cái câu hỏi này là đúng, số phương trình nó đúng bằng số ẩn, thì lúc đó chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ dùng thuật toán Riemann để giải. Và dùng thuật toán Riemann thì muốn cho hệ phương trình có nghiệm duy nhất, các em còn nhớ mình cần cái gì không? Mình cần là định thức của ma trận các hệ số phải khác không. Trong trường hợp này chúng ta cần D khác không. Còn nếu như mà cái câu hỏi mà số phương trình có bằng số ẩn không, mà câu trả lời là không bằng, số phương trình nó không bằng số ẩn, điều này sai, thì chúng ta dùng thuật toán Gauss. Mà nếu dùng thuật toán Gauss thì lúc này muốn cho hệ phương trình có đúng một nghiệm thì chúng ta cần có điều kiện gì? Chúng ta cần là hạng của ma trận hệ số mở rộng, tức là RA ngang đó, và hạng của ma trận hệ số, tức là RA, phải bằng nhau và bằng luôn số ẩn của hệ phương trình. Lúc này chúng ta cần như thế này đây: RA bằng RA ngang bằng N, N là số ẩn đó. Đó là cái phương pháp để giải dạng toán số 3. Và chúng ta thử xét ví dụ sau đây. Tìm M để hệ phương trình có một nghiệm. Người ta cho chúng ta hệ phương trình tuyến tính 3 phương trình 3 ẩn. Câu hỏi là hệ có đúng một nghiệm, số phương trình và số ẩn thì sao? Thì bằng nhau. Vậy thì theo cái phương pháp nãy chúng ta nói, chúng ta sẽ sử dụng thuật toán Riemann để giải. Tức là chúng ta sẽ làm gì? Bước thứ nhất, đi tính định thức của ma trận các hệ số, gọi là định thức D. Bước thứ hai, em cho D đó khác không? Em giải nó ra. Giải được cái giá trị nào của M làm cho D khác không, thì cái M đó chính là cái M thỏa yêu cầu bài toán. Chúng ta có D này. Đây là cột thứ nhất, tức là cột hệ số của x1, 1, 2, trừ 1. Cột thứ hai này sẽ là cái cột hệ số của x2, tức là 2, 5, trừ 1. Cột thứ ba là cột hệ số x3, tức là trừ 1, trừ 3 với m bình phương trừ m. Chúng ta làm xong bước thứ nhất. Bước thứ hai là đi tính giá trị của D. D là một cái định thức cấp 3, việc tính toán nó đơn giản thôi. Chúng ta tính ra luôn, nó ra là M bình phương trừ M. Xong bước thứ hai. Bước thứ ba, cho D khác không, giải tìm M. Đây là D. Chúng ta nói rằng là hệ phương trình nó sẽ có một nghiệm khi và chỉ khi D khác không. D khác không tức là M bình phương trừ M khác không. Giải ra thì chúng ta được là M nó phải vừa khác 0 mà vừa khác 1.
xong rất nhẹ nhàng. Cái câu hỏi mà tìm em M để cho hệ có một nghiệm, các nhớ nghe, có nghiệm duy nhất đó, mà nếu số phương trình bằng số ẩn thì giải rất là mau luôn, giải bằng thuật toán Raman. Chúng ta thử ví dụ số 2. Ví dụ số 2, câu hỏi cũng là tìm M để hệ có đúng một nghiệm. Hệ người ta cho mình như sau. Phương trình thứ nhất, đây là phương trình số 2, phương trình số 3, phương trình số 4. Như vậy thì cái hệ này nó có mấy ẩn? 3 ẩn. Bao nhiêu phương trình? 4 phương trình. Như vậy là số phương trình không bằng số ẩn. Vậy thì dùng thuật toán Raman giống như là ví dụ 1 không được. Vậy buộc lòng chúng ta phải dùng thuật toán Gauss. Thuật toán Gauss trong trường hợp này chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần là tìm M để cho hạng của A ngang và hạng của A bằng nhau và bằng số ẩn của phương trình. Tức là trong trường hợp bài này thì R A ngang phải bằng R A bằng bao nhiêu? Bằng 3, bởi vì số ẩn của phương trình là 3. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính R A ngang và R A. Muốn vậy trước hết chúng ta đi viết A ngang ra. Ma trận A ngang là ma trận hệ số mở rộng. Dòng thứ nhất của nó là 1, 2, 0, trừ 1, M. Dòng thứ hai sẽ là gì? 2, 5, trừ 3, 2, M. 2, 5, trừ 3, 2, M. Dòng thứ ba của nó là 1, 1, trừ 2, M với 0. Dòng cuối cùng là trừ 1, trừ 1, em bình phương trừ em với trừ M. Đây là A ngang. Chúng ta sẽ đi tìm hạng của A ngang và hạng của A bằng cách là chúng ta sẽ đưa cái A ngang này về ma trận bậc thang bằng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Đây là A ngang của mình. Chúng ta muốn đưa A ngang về bậc thang thì chúng ta sẽ làm cho số 2 này trở thành số 0. Số 1 này cũng là số 0 và số trừ 1 này cũng là số 0. Vậy chúng ta lần lượt làm như thế này các em này. Lấy dòng 2 trừ đi 2 lần dòng 1. Giữ nguyên dòng 1. Thì khi lấy dòng 2 trừ 2 lần dòng 1 thì chúng ta được kết quả như sau. 2 trừ 2 lần số 1, chỗ này là số 0. Lấy 5 trừ đi 2 lần số 2, chúng ta được 5 trừ 4 đó, tức là 1. Lấy trừ 3 trừ đi 2 lần cái số trừ 1 này, tức là trừ 3 cộng với 2, chúng ta được trừ 1. Và lấy 2M trừ đi 2 lần M, tức là số 0. Chúng ta sẽ lấy dòng thứ 3 trừ đi dòng thứ nhất, mục đích là để làm cho cái số 1 này thành số 0 đó. Lấy dòng 3 trừ dòng 1 thì làm tương tự như hồi nãy, các em sẽ có kết quả như sau. 0 trừ 1 trừ 2M cộng 1 với trừ M. Bước tiếp theo là muốn cho trừ 1 này là số 0 thì làm sao? Thì chúng ta lấy dòng thứ 4 chúng ta cộng với dòng thứ nhất. Lấy dòng 4 cộng với dòng 1, nó như thế này nè. Trừ 1 mà cộng với 1 được số 0 nè. Rồi trừ 1 cộng với 2 thì được là số 1. Lấy em bình phương trừ M cộng với trừ 1 thì được là em bình phương trừ em trừ 1. Lấy trừ M cộng M thì được là số 0. Chúng ta có kết quả như thế này. Các em thấy kịp không? Đến đây thì nó cũng chưa phải là bậc thang đâu. Muốn là bậc thang thì cái chỗ này là phải là số 0. Chỗ này phải là số 0 nữa nè. Chúng ta cứ làm từ từ như vậy đó. Dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng sẽ đưa A ngang về một cái ma trận C bậc thang. Rồi, tiếp theo. Để cho cái trừ 1 này là số 0 thì chúng ta sẽ lấy dòng nào làm dòng chuẩn nè, dòng thứ hai làm dòng chuẩn. Hồi nãy là dòng một làm chuẩn để xử lý ba dòng phía dưới, bây giờ lấy dòng thứ hai làm chuẩn để xử lý hai dòng phía dưới. Chúng ta sẽ lấy dòng thứ ba cộng với dòng thứ hai, giữ nguyên hai dòng đầu. Khi cộng như vậy thì chỗ này chúng ta được là gì nè? 0 0 trừ 2 m trừ m. Chúng ta tính lại thử nha.
cộng lại thì không cộng không là không này, đây trừ một cộng một này là số không, trừ hai em cộng một mà cộng với trừ một thì mất số một thôi, là trừ hai em, thì trừ em cộng không là trừ em. Chúng ta sẽ lấy dòng thứ tư xử lý như thế nào với dòng thứ hai, thì lấy dòng thứ tư trừ đi dòng thứ hai. Khi trừ như vậy chúng ta có kết quả như sau. Thì cái này là bậc thang chưa? Chưa phải bậc thang, tại vì là em thấy là hai cái này nè, nó nằm trên cùng một cột. Tuy nhiên nếu làm tiếp nữa đó thì nó hơi phức tạp, bởi vì chỗ này là em bình phương trừ m nhân bao nhiêu để cho với lại cái dòng thứ ba để xử lý này bằng không thì nó hơi phức tạp đó. Thì chúng ta có thể để nguyên như vậy, chúng ta bình luận cũng được. Yêu cầu bài toán là hệ phương trình có một nghiệm. Muốn hệ phương trình có một nghiệm mà bằng thuật toán Gauss thì như đã nhắc hồi nãy, chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần là hạn của ma trận hệ số mở rộng A ngang, nó phải bằng hạn của ma trận hệ số A và bằng số ẩn của cái hệ này, tức bằng 3. Chúng ta cần như thế này đây. RA phải bằng RA ngang bằng số 3. Nhưng mà nhìn vào cái ma trận này, em thấy là dòng thứ nhất của nó là dòng khác không, bởi vì nó có ít nhất một phần tử khác không. Dòng thứ hai dòng khác không, bởi vì nó có ít nhất một phần tử là số 1 ở đây khác không. Còn hai cái dòng dưới này là có thể bằng không, có thể khác không. Mà bây giờ mình muốn là gì nè? Mình muốn hạn của A ngang bằng 3, có nghĩa là sao? Mình muốn rằng là trong hai cái dòng dưới này nè phải có một dòng bằng không và một dòng khác không, để mình có đúng ba dòng khác không để hạn bằng 3 đó. Thế bây giờ muốn có một dòng bằng không và một dòng khác không thì sao? Thì em thấy nha, ở đây nó là trừ 2m trừ m, nếu mình cho m bằng không thì dòng này bằng không. Nhưng mà lúc em bằng không thì dòng thứ ba bằng không mà dòng thứ tư cũng bằng không luôn, tại vì em bằng không thì em bình phương trừ em bằng không. Như vậy thì lúc em bằng không hai dòng dưới bằng không, cho nên hạn của A và hạn của A ngang lúc này chỉ là 2 mà thôi, nó không thỏa yêu cầu này. Đó. Như vậy thì chúng ta chọn m là bao nhiêu các em biết không? Nhìn đây. Em bình phương trừ m muốn bằng không thì nó có hai giá trị, một giá trị là em bằng không, một giá trị là m bằng 1. Thế bây giờ em bằng không thì không được rồi, tôi thử em bằng 1. Thế khi em bằng 1 thì có phải là dòng dưới này bằng không không? Dòng bằng không. Khi em bằng 1 thì chỗ này là số trừ 2 này, chỗ này là số trừ 1, như vậy là cái dòng thứ ba khác không. À vậy thì nếu chúng ta cho m bằng 1 thì chúng ta có hạn của A và hạn của A ngang bằng nhau bằng 3, thì m bằng 1 chính là cái giá trị của m cần tìm. Chúng ta có tương đương với em bằng 1. Như vậy là chúng ta vừa xét cái ví dụ tìm em để hệ có đúng một nghiệm, mà trong trường hợp này thì chúng ta phải dùng thuật toán Gauss. Nó không giống như ví dụ 1, là bởi vì là ví dụ 1 là số phương trình nó bằng số ẩn, dùng thuật toán Raman. Còn ở đây là số phương trình là 4, trong khi số ẩn chỉ là 3 thôi. Cho nên chúng ta phải dùng Gauss. Và các em phải nhớ rằng là muốn có một nghiệm thì trong trường hợp Raman thì cần định thức các hệ số khác không. Còn cũng câu hỏi như vậy, tìm m để hệ có một nghiệm mà nếu dùng thuật toán Gauss thì chúng ta cần cái điều kiện đó là hạn của A và hạn của A ngang bằng nhau bằng số ẩn của hệ phương trình. Giải pháp thứ tư yêu cầu tìm m để hệ phương trình hoặc là có nghiệm, hoặc là có vô số nghiệm, hoặc là vô nghiệm. Người ta hỏi mình một trong ba cái điều này. Thế em thấy là với câu hỏi như thế này thì chúng ta sẽ hoàn toàn không xử lý được bằng thuật toán Raman, bởi vì một trong những cái nhược điểm của thuật toán Raman đó là không làm rạch ròi được trong cái trường hợp mà định thức của ma trận hệ số bằng không và các cái định thức DI nó bằng không, thì không chỉ rõ được lúc đó hệ đang vô nghiệm hay vô số nghiệm. Chúng ta chỉ biết chung chung là có thể vô nghiệm hoặc có thể là vô số nghiệm mà thôi.
Cho nên với dạng toán số 4 thì chúng ta bắt buộc phải dùng thuật toán Gauss kết hợp với lại cái định lý Kronecker-Capelli. Nhắc lại thuật toán, nhắc lại cái định lý Kronecker-Capelli. Định lý nói rằng là đối với hệ phương trình tuyến tính thì nếu như mà hạng của ma trận hệ số mở rộng A ngang và hạng của ma trận hệ số A bằng nhau và bằng số ẩn thì hệ có nghiệm duy nhất. Còn nếu mà bằng nhau mà nhỏ hơn số ẩn thì vô số nghiệm. Còn trong trường hợp mà hạng của A ngang và hạng nó lớn hẳn hơn hạng của A thì lúc đó ta kết luận hệ phương trình vô nghiệm. Trong cái dạng toán số 4 này có một cái câu hỏi đặt ra là tìm M để hệ có nghiệm. Thế thì em nhớ rằng là có nghiệm tức là nó bao trùm cái trường hợp là có vô số nghiệm với có nghiệm duy nhất. Thì đặc biệt nếu hệ phương trình của người ta cho mình á mà nó là hệ phương trình tuyến tính mà thuần nhất á thì hệ đó bao giờ cũng có nghiệm. Nhắc lại nha, nếu hệ phương trình tuyến tính của chúng ta là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, thuần nhất có nghĩa là cái cột hằng số tự do phía sau đều là số 0 thì lúc đó hệ luôn luôn có nghiệm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu hệ của chúng ta là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất thì bao giờ chúng ta cũng có hạng của A và hạng của A ngang bằng nhau. Mà theo định lý, nếu hạng của A bằng hạng của A ngang thì hệ có nghiệm. Cho nên cái chú ý này là các em phải nhớ, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất bao giờ cũng có nghiệm. Chúng ta sẽ lần lượt làm một số ví dụ liên quan đến dạng toán số 4 này. Ví dụ thứ nhất, tìm M để hệ phương trình sau đây. Họ cho chúng ta 3 phương trình, 3 ẩn. Tìm M thứ nhất để hệ vô nghiệm, đó là câu A. Tìm M để hệ vô số nghiệm là câu B. Hai câu này độc lập với nhau. Thế như đã nói là muốn làm cái loại này thì bắt buộc phải dùng thuật toán Gauss thôi. Như vậy thì chúng ta phải lập cái ma trận hệ số mở rộng ra rồi đi tìm hạng của nó. Chúng ta lập ma trận hệ số mở rộng ra. Đây là dòng thứ nhất, dòng thứ hai của nó, dòng thứ ba. Lấy ví dụ đây nè, dòng thứ ba trừ 1 này tức là hệ số x1 em. Rồi cái trừ 1 hệ số x2 chính là con số này nè. Còn cái m bình phương trừ m đây là hệ số x3 này. Còn cái số 0 này là cái hằng số tự do bên tay phải. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đưa A ngang về ma trận bậc thang. Đây là A ngang của chúng ta. Cái việc này chúng ta cứ làm đi làm lại rất là nhiều lần khi mà chúng ta đụng đến hệ phương trình tuyến tính mà giải bằng thuật toán Gauss. Lúc nào cũng lập A ngang ra rồi dùng phép biến đổi sơ cấp lên dòng đưa bậc thang. Muốn đưa về bậc thang thì cái số 2 này phải là số 0. Như vậy là chúng ta sẽ lấy dòng 2 trừ đi 2 lần dòng 1. Chúng ta giữ nguyên dòng 1. Khi trừ như vậy chúng ta được là 0, 1, trừ 1, 1. Công việc này đơn giản ha, các em có thể tự làm được. Rồi muốn cho cái số trừ 1 này là số 0 là bởi vì là chúng ta biết rồi, các cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của cái dòng dưới nó không thể nằm trên cùng một cái cột so với các cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của các dòng phía trên nó được. Cho nên số 1 này là phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng 1 nè. Nó nằm ở vị trí này thì cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng 2 với dòng 3 không thể nằm trên cột thứ nhất này được. Chúng ta sẽ làm số 2 bằng số 0 và số trừ 1 này cũng phải biến thành số 0. Mà muốn số trừ 1 này biến thành số 0 thì chúng ta sẽ lấy dòng 3 chúng ta cộng với dòng thứ nhất. Khi cộng như vậy thì trừ 1 cộng 1 nó sẽ ra số 0 nè. Trừ 1 cộng với 2 này nè thì ra số 1. Lấy m bình phương trừ m thì cộng với trừ 1 nữa thì chỗ này sẽ được là m bình phương trừ m trừ 1. Lấy 0 cộng m thì được chỗ này là số m. Đây là cái kết quả của nó. Đến đây thì cũng chưa được bậc thang em ha. Bậc thang là cái chỗ này nè, phải là số 0. Hai cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng 2 với dòng 3 đó không thể nằm trên cùng một cột như thế này.
chúng ta biến đổi tiếp, chúng ta lấy dòng thứ ba trừ đi dòng thứ hai, mục đích là để cho số 1 này trở thành số 0. Giữ nguyên hai dòng đầu. Khi mà lấy dòng 3 trừ dòng 2 thì kết quả nó như thế này. 1 trừ 1 này là số 0. Lấy em bình phương trừ em trừ 1 mà trừ đi trừ 1 thì còn lại em bình phương trừ m. Đúng rồi. Lấy m trừ 1 đây. À, thì đây là bậc thang rồi đó. Đây là cái hệ, đây là cái ma trận cuối cùng của chúng ta. Bây giờ câu A là yêu cầu hệ vô nghiệm. Chúng ta nhớ lại, muốn hệ vô nghiệm thì sao? Dùng thuật toán Gauss, muốn một hệ phương trình tuyến tính vô nghiệm thì chúng ta cần hạng của ma trận các hệ số, tức là RA đó, nó phải như thế nào? Nó phải nhỏ hẳn hơn hạng của ma trận hệ số mở rộng A ngang. Ta cần RA nhỏ hẳn hơn RA ngang. Thì bây giờ muốn như vậy thì nhìn vào cái ma trận này, chúng ta nên chọn M là bao nhiêu? Em thấy nè, cái dòng thứ nhất và dòng thứ hai đương nhiên là dòng khác không rồi, cho nên hạng của A và hạng của A ngang đương nhiên ít nhất là bằng 2 rồi. Cái vấn đề còn lại là cái dòng thứ ba này đây. Chúng ta phải chọn M làm sao mà cái RA nó phải nhỏ hẳn hơn RA ngang. Có nghĩa là cái số này nó là số 0. Chi vậy? Để cho hạng của ma trận hệ số A lớn đó, tức là cái ma trận bên tay trái này nè, hạng là 2 thôi. Nhưng mà cái M trừ 1 này nè, nó phải khác không? Để tính nguyên cái dòng, cả cái dòng dài như thế này nè, là nguyên cả cái dòng của ma trận hệ số A ngang, nó phải khác không? Để hạng của A ngang nó là 3. Chúng ta kịp không? Muốn như vậy thì chúng ta chọn M là mấy? Chọn M sao cho M bình phương trừ M bằng 0, nhưng mà M trừ 1 thì nó khác không? À, chúng ta thấy đây, ta cần RA nhỏ hơn RA ngang. Chúng ta chọn M là 0. Khi M là 0 thì chỗ này bằng 0. M bằng 0 thì chỗ này bằng trừ 1 khác không? Lúc này, lúc M bằng 0, hạng của A là 2, hạng của A ngang là 3, hạng của A nhỏ hẳn hơn hạng A ngang, hệ vô nghiệm. Câu B hỏi là hệ vô số nghiệm. Thế hệ vô số nghiệm thì sao? Ta phải nắm rất vững định lý mới được. Hệ vô số nghiệm tức là chúng ta cần cái gì? Hạng của A phải bằng hạng của A ngang. Nhưng hai cái hạng nó bằng nhau nhưng nó phải nhỏ hơn số ẩn. Trong trường hợp bài này số ẩn là 3. Như vậy trong trường hợp này ta cần là hạng của A ngang bằng hạng của A nhưng phải nhỏ hơn số 3. Chúng ta ghi vậy. Muốn hệ vô số nghiệm thì tương đương với RA bằng RA ngang mà nhỏ hơn 3. Mà nhỏ hơn 3 thì nó phải là 2. Tại vì chúng ta vừa lập luận rằng là hai dòng trên này khác không rồi. Hạng của A và A ngang tối thiểu là 2. Cho nên nhỏ hẳn hơn 3 có nghĩa là RA bằng RA ngang bằng 2. Bằng 2. Muốn bằng 2 thì sao? Thì nguyên cái dòng dưới này phải bằng 0. Chọn M sao cho M bình phương trừ M bằng 0 và M trừ 1 cũng bằng 0 luôn. Thì có một giá trị duy nhất của M thỏa điều này thôi, đó là M bằng 1. À, khi M bằng 1 thì chỗ này là số 0. M bằng 1 thế này nó bằng 0, nguyên dòng này bằng 0. Ta có RA bằng RA ngang nhỏ hơn 3. Em thấy kịp không? À, như vậy là cái ví dụ này nó cho mình một cái dịp để nhớ lại cái định lý Kronecker-Capoli. Trong trường hợp mà chúng ta dùng thuật toán Gauss, ta cần phải nắm vững khi nào thì hệ vô nghiệm, điều kiện nào thì cho chúng ta biết hệ vô số nghiệm. Hệ vô nghiệm khi mà RA nó nhỏ hơn RA ngang, còn hệ vô số nghiệm khi mà RA nó bằng RA ngang nhưng nó phải nhỏ hơn số ẩn. À. Chúng ta xét ví dụ số 2. Chúng ta có một cái hệ gồm có hai phương trình. Câu hỏi là tìm M để cho hệ này vô số nghiệm thì chúng ta có kết quả nào? Sau đây, M tùy ý
M bằng 0, M bằng 2, M bằng trừ 2. À, các em nhớ là thứ nhất câu hỏi là gì? Câu hỏi là vô số nghiệm. Hệ của chúng ta mấy phương trình? Hai phương trình. Bao nhiêu ẩn? À, 3 ẩn. Dùng thuật toán Gauss. Và thuật toán Gauss trong trường hợp này muốn vô số nghiệm thì sao? RA phải bằng RA ngang và nhỏ hơn cái số ẩn. Tức là hiện giờ chúng ta cần có RA ngang bằng RA và phải nhỏ hơn 3. Thế chúng ta nhìn kỹ lại một tí, chúng ta thấy rằng là cái hệ phương trình của chúng ta là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Thuần nhất là bởi vì bên tay phải chỗ này toàn là số 0 này. Mà đã là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất thì bao giờ chúng ta cũng có RA bằng RA ngang. Bao giờ cũng có điều đó. Em thấy không nào? Và nếu mình thiết lập ma trận hệ số mở rộng ra thì cái ma trận này nó có bao nhiêu dòng tất cả? Có 2 dòng. Bao nhiêu cột? 4 cột. Mà nếu một cái ma trận như ma trận A ngang của chúng ta có 2 dòng và 4 cột thì hạng của nó tối đa là bao nhiêu? Tối đa là 2. Phải không? Mình làm sao mà có được hạng bằng 3? Bởi vì hạng bằng 3 tức là phải có một định thức con cấp 3 khác không? Mình có 2 dòng thôi mà. À, như vậy rõ ràng là trong trường hợp này hạng của A và hạng của A ngang của chúng ta bằng nhau và tối đa là 2. Mà tối đa là 2 tức là nhỏ hơn 3, nhỏ hơn số ẩn. Vậy chúng ta kết luận như thế nào? Chúng ta có hạng của A bằng hạng A ngang mà nhỏ hơn 3. Điều này đúng với mọi M. Vậy thì sao? À, vậy thì chúng ta nói rằng là hệ này luôn luôn vô số nghiệm với M tùy ý. Chúng ta chọn phương án A. Được không? À. Những cái ví dụ như là ví dụ số 2 này nè, là rất thường được người ta thích cho trong các cái bài tập trắc nghiệm. Bởi vì cái lời giải của nó rất là nhanh, ngắn. Nó phù hợp với một cái đề trắc nghiệm, một cái câu trắc nghiệm thì giải trong vòng khoảng chừng 30 giây hay 1 phút gì đó mà thôi. Các em phải để ý. Ví dụ thứ 3, người ta cho chúng ta cái hệ này gồm có 3 phương trình, 3 ẩn. Câu hỏi là hệ phương trình này vô nghiệm khi và chỉ khi nào? Phương án A là M tùy ý, B là M thuộc rỗng. M thuộc rỗng tức là không có giá trị nào của M thỏa yêu cầu bài toán đó. À, phương án C là M bằng 2, phương án D là M bằng trừ 2. Các em có thấy ngay được đáp số không? À, ví dụ như mình đang đứng trước bài này như là một câu trắc nghiệm ha. Thì chúng ta làm như thế nào? À, hệ này yêu cầu là vô nghiệm. Vô nghiệm tức là hạng của A nó phải như thế nào? Nó phải nhỏ hơn hạng của A ngang. Nhưng mà hệ phương trình của người ta cho mình là hệ gì các em ha? Có phải là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất không? Nhưng mình học rồi, đã là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất thì cái RA bao giờ cũng bằng RA ngang. Nghĩa là hệ bao giờ cũng có nghiệm hết trơn á. Thử lấy một nghiệm nào đó coi. Thì hệ phương trình tuyến tính thuần nhất nào cũng có ít nhất một nghiệm mà tôi gọi là nghiệm tầm thường. Đó là cái nghiệm mà tất cả các xy đều bằng 0. Có phải chúng ta cho x bằng 0, y bằng 0, z bằng 0, cho các ẩn bằng 0 thì nó thỏa hệ này không? Đó là nghiệm đó. X bằng 0, y bằng 0, z bằng 0. À. Như vậy thì rõ ràng hệ này luôn luôn có nghiệm với mọi M. Vậy thì câu hỏi là tìm M để hệ vô nghiệm thì sao? Thì không có giá trị nào của M thỏa yêu cầu bài toán. Vậy nếu chọn thì chọn cái nào? Chọn phương án B. À, tức là giải như sau. Đây là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Thì nó luôn luôn có nghiệm. Nó có ghi chú rồi đó. À, vậy thì sao? Chọn phương án B. À, dễ của em ạ. À. Rất dễ. Chúng ta vừa nói một cái bài toán vô nghiệm. Trong một cái là vô số nghiệm, rồi chúng ta nói bài toán vô số nghiệm riêng, cái này là vô nghiệm riêng. Ví dụ thứ tư, người ta cho chúng ta 3 phương trình, phương trình 1, phương trình 2, phương trình 3, 3 ẩn, x, y, z. Hệ này không phải là hệ thuần nhất.
Câu hỏi hệ phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi. Đây là câu hỏi giống hồi nãy các em ha. M tùy ý, M thuộc rỗng, M bằng 2, M bằng trừ 2. À, như vậy là ví dụ 4 so với ví dụ 3 thì như thế nào? Thì câu hỏi nó y như nhau, phương án trả lời cũng giống nhau. Chỉ có điều là người ta thay đổi cái hệ phương trình thôi. Bây giờ không còn là hệ thuần nhất nữa. Thế nếu không còn hệ thuần nhất nữa mà ta hỏi hệ vô nghiệm thì chúng ta làm gì? Thì nếu chúng ta dùng thuật toán Gauss thì chúng ta phải lập cái ma trận hệ số mở rộng A ngang ra. Rồi chúng ta dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng đưa A ngang về bậc thang. À, sau khi đưa về bậc thang rồi thì có nhìn vào trong bậc thang đó, chúng ta xem thử rằng là như vậy thì cái hạng của A ngang có thể là bao nhiêu? Hạng của A có thể là bao nhiêu? Thì chúng ta chọn cái M sao cho hạng của A nhỏ hẳn hơn hạng của A ngang để cho hệ phương trình vô nghiệm. Đó, muốn vô nghiệm thì hạng của A nhỏ hẳn hơn hạng của A ngang. Cách làm đó là hoàn toàn được, luôn luôn được. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu mà chúng ta khéo léo thì chúng ta có thể giải quyết bài toán nó nhanh hơn. Ví dụ như trong trường hợp bài này, nếu chúng ta có nhận xét tốt đó các em thì mình có thể thấy ngay được kết quả của nó. Các em thấy chỗ này, họ cho chúng ta ba phương trình 1, 2, 3. Ở đây cho là trừ x, đây trừ x, đây là 2x. M, chỗ này cho đối lại là trừ 2m. Đi 1z, 2z, trừ 2z. Những điều này có gợi ý gì cho mình không? Có phải là nếu như mà mình lấy ba phương trình này mình cộng lại với nhau theo từng vế thì kết quả là như thế này: trừ x cộng với trừ x là trừ 2x, cộng 2x coi như là 0, 0x. Cho nên mi cộng mi tức là 2mi mà trừ 2mi thành 0i. Rồi chỗ này z cộng z là 2z mà trừ đi 2z thành 0z. Như vậy bên tay trái của chúng ta là 0x cộng 0i cộng 0z tức là bằng 0 với mx y z đó. Trong khi đó bên tay phải của chúng ta là gì nhỉ? Lấy 1 cộng trừ 2 cộng với 2 thì ra số 1. Bên tay trái thì ra số 0. Bên tay phải cộng lại thì ra số 1. Nó luôn luôn khác nhau với mọi x, y, z. Chúng ta kết luận sao? Hệ lúc nào cũng vô nghiệm với mọi m. À, khi em cộng lại như thế này, chúng ta thấy nó là bên trái là 0, bên phải là 1. Điều này đúng với mọi m. Có nghĩa là nó luôn luôn vô lý với mọi m. Có nghĩa là sao? Với mọi m, hệ này vô nghiệm. Như vậy chúng ta chọn phương án A, hệ vô nghiệm khi m tùy ý. À, các em thấy ha, mình làm một cách gọi là chân phương bằng cách là dùng thuật toán Gauss rồi mình tính hạng của ma trận A ngang hạng của A thì cho hạng của A nhỏ hơn hạng của A ngang được thôi. Nhưng mà nếu khéo léo, nhận xét tốt thì chúng ta sẽ làm mau hơn. Mà cái nhận xét tốt này nó rất có ích cho mình trong những bài toán có dạng trắc nghiệm như thế này. Này, ở đây chúng tôi gợi ý các em một cái ví dụ để các em có kinh nghiệm trong cái việc xử lý những cái bài toán dạng như thế này trong những cái kỳ thi của mình. Ví dụ 5. Cho phương trình là x cộng 2y cộng với t trừ 1z bằng 0. À, phương trình thứ hai là 2x cộng 5y cộng với 2t trừ 3z bằng t. Phương trình thứ ba là trừ x trừ y cộng m trừ tz bằng 2t. Tìm điều kiện của m và t để hệ có nghiệm. À, đó là nội dung của ví dụ số 5. À, như vậy trong ví dụ số 5 này, người ta cho chúng ta một cái hệ phương trình tuyến tính. Mấy phương trình? 3 phương trình. Mấy ẩn? 3 ẩn. 3 ẩn là x, y và z. Tham số ở đây có mấy tham số? Có 2 tham số. M và T là hai tham số. Vì là hai tham số cho nên họ yêu cầu mình là M bằng bao nhiêu và T bằng bao nhiêu. Mà họ cái điều kiện M và T, có thể cái đáp án của chúng ta là cái mối quan hệ giữa M và T thôi. Đó.
chứ cũng không hẳn là chúng ta phải tìm ra m bằng bao nhiêu và t bằng bao nhiêu. Tìm điều kiện của m và t để cho cái hệ phương trình này, câu hỏi là có nghiệm. Thế như vừa phân tích, mặc dù rằng là cái bài toán này nó có 3 phương trình, nó có 3 ẩn, nhưng mà bây giờ muốn xử lý cái chuyện rằng là tìm tham số để cho nó có nghiệm thì lúc này chúng ta không dùng Riemann mà chúng ta dùng thuật toán Gauss. Mà dùng thuật toán Gauss thì chúng ta sẽ lập cái ma trận hệ số mở rộng ra. Dòng thứ nhất của nó 1x là một này, cái này 1, 2 đây là 2, hệ số có y các em, t trừ 1 không. Dòng thứ hai của nó sẽ là gì? 2, 5, 2t trừ 3 và t. Dòng thứ hai. Dòng thứ ba là trừ 1 hệ số x em ha, trừ 1 hệ số y đó, m trừ t và 2t. Dòng thứ ba. Bây giờ dùng Gauss muốn có nghiệm thì sao này? Phải nhớ định lý. Muốn có nghiệm tức là ta cần hạng của A ngang phải bằng hạng của A. Em phải đi tìm cái điều kiện của M và T sao cho hạng của A ngang và hạng của A nó giống nhau. Mà muốn biết hạng của A và hạng của A ngang có thể bằng bao nhiêu thì chúng ta phải biến đổi A ngang về ma trận bậc thang bằng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại hoài. Đây là A ngang của chúng ta. Bây giờ muốn biến A ngang này ra bậc thang thì đây này, số 2 phải là số 0. Trừ 1 này cũng phải là số 0 luôn. Như vậy thì chúng ta phải lấy dòng 2 trừ 2 lần dòng 1. Trừ dòng 2 mà trừ 2 lần dòng 1. Chúng ta được kết quả như thế này. Công việc hết sức đơn giản. Muốn trừ 1 này là số 0 thì lấy dòng 3 cộng với dòng 1. Dòng 3 cộng dòng 1 ta được như thế này đây. Bậc thang chưa? Chưa, phải làm cho số 1 này trở thành số 0. Chúng ta làm sao? Chúng ta lấy dòng 3 trừ đi dòng 2. Giữ nguyên hai dòng đầu, lấy dòng 3 mà trừ đi dòng 2 thì chúng ta được dòng 3 mới như thế này nè. 1 trừ 1 là 0. Lấy số này trừ đi ra được m, 2t trừ t là t. Bây giờ yêu cầu là sao? Hệ có nghiệm. Mà muốn hệ có nghiệm thì sao? Thì RA phải bằng RA ngang. Mà em thấy nè, muốn RA bằng RA ngang thì do hai dòng trên này là khác không rồi, cho nên RA và RA ngang hạng ít nhất là số 2. Như vậy thì bây giờ muốn hạng nó giống nhau thì hoặc là gì nè, cả M và T này cùng bằng không hết, tức là dòng thứ ba bằng không hết, hạng là 2. Hoặc là M khác không, hoặc là t khác không, em khác không và t khác không, thì lúc đó hạng đều là 3. Như vậy chúng ta có kết quả là yêu cầu bài toán là m bằng t bằng không hoặc là m nhân t khác không. Kem thân mến, như vậy là trong cái buổi học hôm nay thì chúng ta đã làm thêm được hai dạng toán về hệ phương trình tuyến tính, đó là dạng toán tìm m để cho hệ có đúng một nghiệm, thì chúng ta sẽ xử lý nó tùy theo cái hệ phương trình đó, số phương trình bằng số ẩn hay là khác số ẩn mà xài Riemann hoặc là xài Gauss. Và dạng toán thứ hai là tìm m để hệ hoặc là có nghiệm hoặc là vô số nghiệm hoặc là vô nghiệm. Và trong quá trình làm thì giới thiệu các em là chúng ta phải hết sức linh hoạt, đôi lúc là nhờ một cái nhận xét tốt nào đó chúng ta có thể giải quyết được bài toán nhanh mà không cần phải tìm hạng của A ngang. Và tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục làm cái phần còn lại của cái kiến thức hệ phương trình tuyến tính trước khi chuyển qua cái chương tiếp theo, đó là không gian vector. Hy vọng rằng là các em tiếp thu tốt. Hẹn gặp các em trong buổi học kỳ sau. Thân ái chào các em.